Hay nói dân nói thao tạo bất tiện, đến cung trời mới biết là đá gì vậy. Rồi bắt đầu cái mẹ Quan Âm mới dùng nước cam lộ mới quần cái hai cái thằng nhãn vợ. Thì ông trời ông nói con không có được, bởi vì chúng sanh tội nghiệp thì chúng sanh nhận tội lỗi. Rồi bây giờ tôi nói được biện chứng luôn. Mẹ Năm Hải có hai mẹ Năm Hải. Năm bà Năm Hải và Bạc Liêu và mà Đông Nam Năm Hải hai bên tranh giành nhau. À, chú Hai ơi, nghe nói là cái huynh giác chúng tên gọi bị tranh là cầu cống gì đó. Là tại sao mà bạn không biết có cái cơ gì mà đem là đi lên núi đặt lợp tránh chú Hai? Đây là cái là tại đó là tại giờ biết đặt lợp đặt để cho chúng sinh nữa sao phải vô cái lợp đó. Mà theo cái sứ mệnh của chúng này là sứ mệnh ở đâu? Ông chỉ có quyền đứng lên này chú Hai. Ông có quyền hạn là đi đặt thôi. Ông không có gì thâu ai cho được nè. Như ra cái cơ pháp. Thì chỉ là đi phá đường cho phá đường cho chúng sanh hiểu, ai hiểu được hiểu, rồi không hiểu được rồi thôi. Dạ thưa chú Hai, thì cũng như là cái căn gốc của cái người này lớn không chú Hai? Dạ nói căn gốc á, nhưng mà nói căn gốc đó không qua cái lực của thầy. Anh đây ông làm được, nhưng mà trời có đem chiếu sắc lên không? Ông ở đâu có, đâu có cái chiếu khắc lệnh của trời. Tôi nói luôn, sao cái cơ gì mà dắt chúng là thích mặc áo dắt áo giá đồ nón lá nón tới điên rồi đó, tới điên rồi đó, lý lý làm sao căn này chân lớn lắm. Bây giờ ra đây cái tiền ăn hộ kiếp của ông ta con như bằng áo da, bây giờ bằng áo da. Ngày xưa trả lại ha. Chưa trả lại vậy thôi. Mà làm được hay không là chưa quyết định được. Đó thuộc sứ mệnh của mình. Không có ai chứng minh cụ thể. Đúng rồi. Chỉ là thiên cơ thôi ha. Thiên cơ nói là làm vậy thôi chứ. Dạ thưa chú Hai, thì nhờ chú Hai cho anh em biết thêm rằng là sắp tới đây cái sứ mạng của giác chúng có làm thêm những cái việc gì nữa không chú Hai? Cái đó việc hay không là do trời định chứ tôi không có định được. Trời định tôi cũng làm việc của trời, chừng nào sai tôi đâu dù làm đó, không sai luôn không đặt nhận lệnh ha. Có thể qua được chứ luôn, chứ không biết được sứ mạng của bên kia ha. Bây giờ đó trong cái trong số bộ của trời nó nhiều lắm, nếu mà nằm số bộ của trời giao là tôi hiểu, còn nhưng các cung các cõi không có giao rồi tôi không hiểu. Công chuyện ai nấy biết vậy. Cũng như là chú Thiên Lôi đi ha, ai xe đâu đến đó. Chứ không có xem nhiều chuyện của ai, công chuyện của ai. Bây giờ là hỏi giờ tôi nói giả tỷ giờ như cậu đi quay phim mà tôi giờ nhào vô cậu được là tôi làm được không có được. Bây giờ không có chút cái băng ngành vậy đó. Dạ thưa chú Hai, thì là có nghe phong phanh là giác chúng nói là sắp tới đây sẽ là đóng một cái chiếc bè. Thì đây là đóng một cái chiếc bè là có cái cơ gì không chú Hai? Cái tôi nói luôn, cái bè nhưng mà cái ra cái cơ pháp giờ thôi chứ không có cái làm cho đóng gì được, không có ai cứu ai được. Chính bản thân của ông đó nó đóng bè là còn cứu ông không được nữa. Đừng nói được có ai cứu. Đây nè tôi nói luôn nghe, ông muốn cứu chúng sanh tức là ông phải làm trước, cứu chúng sanh trước. Ông lấy cái gì bằng chứng đó là ông cứu chúng sanh? Ai cho cái lệnh cái này ông không cứu? Nhưng bây giờ tôi nói gia thị ông đó cứu đi, có một cái điểm chiếc thiền đã cứu được bao nhiêu người? Quá vài chục người thôi hả chú Hai? Vài chục người thôi. Vì mình không có sức đóng thiệt lớn.
Nhưng mà đối với Phật, Phật tính tiên là khác. Dầu cái thiền nhỏ nhưng ta biến một cái thiền cả vòng trời bận. Đúng rồi, chú Hai nói rất là đúng. Như là thiền không đáy luôn á. Ờ, là đúng rồi. Phải bao nhiêu cũng được hết. Ờ. Tại vì ngày xưa đó là khi mà cái bàn tay của Phật tổ mà xè ra đó, mà ông Tài Thiên ông nhảy lên đó là ông bay cơ bằng là một cái nhào lộn của ông thôi là nói là mấy trăm ngàn dặm. Mà rút bây giờ trong bàn tay là kêu bằng ngũ hành. Ngũ hành sơn. À, mới chụp xuống đè ông xuống dưới, trong cái dưới ngũ hành cho nói nên là trên cái phần căn nó ở tu trách nhiệm là về tu làm mẹ là biến chứng thôi, như cô ông chính bằng thân ông cô ông chưa được, chỉ có tại thiên địa thánh hòa mai cứu nổi thôi. Ừ. Mẹ mẫu duy trì rồi đó. Ừ. Cái phần căn nhỏ nhỏ làm sao cứu nổi ha, chỉ là dọn đường thôi ha chú hay. Bây giờ tôi nói cứu là cứu linh hồn, chứ không phải cứu cái thân xác. À. Cái linh hồn như là một cái bóng, như một cái, như cái làn khói vậy đó. Đó, tôi nói tôi thực tế tôi dễ hiểu, như làn khói vậy đó. À, chỉ là cứu linh hồn thôi ha. À, bây giờ tôi nói luôn không phải nữa, chính ông Phật Thích Ca cũng về cái linh hồn. Đó. Có ông nào mà nói gì à, tao đi rồi ông lớn mà về nhập luôn lấy gì thành chắc gì chạy về Tây Phương không? Không có, chỉ có còn cái lần thôi. Còn người ta tu đức hạnh á, đức hạnh không đức hạnh là cái lần ăn thua linh hồn của mình. À. Linh hồn của mình này về tu tốt thì về cõi thiên. Cõi xấu thì là thì nói đúng như về, nhưng mà tùy sao có quốc độ, quốc độ nào dời theo quốc độ nấy hả? À, quốc độ nào theo con gì quốc độ này tiêu diệt là ông nói theo cái câu trật, ông đó có quyền hành mà hành để mà để tiêu diệt, chỉ có Phật thánh tiên là mới đến quyết định người nào có công đức ta cứu, còn không có công đức thì không cứu, nói là tiêu diệt. Cũng như là ông giờ ông cầm dao ông giết người ta thì ông mang cái tội. Ừ. Ông kia ông không giết, đâu phải là mỗi ông giết hết trơn đâu, nó nói vậy đâu có được, ai làm tốt thì được hưởng tốt, ai làm ác là hưởng ác. À. Thì theo luật nhân quả hả? À, luật nhân quả cũng mỗi người nói điều khác nha. Thì đến cái thời kỳ này á, thì chỉ có một cách tu lẹ nhất là niệm Phật hả chú Hai? Chỉ cái niệm Phật A Di Đà, đi đứng nằm ngồi. Thì giờ niệm Phật càng nhiều thì tiêu tan nghiệp trước. Không có chân. Thì bây giờ là nó ai cũng tiên đoán là đời tới hết. Thì bây giờ thì chú Hai thiết nghĩ rằng là có tới hay không để cho bà con người ta biết. Cái giờ đó tới hay không là do trời quyết định, chứ tôi không quyết định được chú đó. Thấy không? Bây giờ trong hai cách, nếu làm hiền thì đỡ, làm ác thì diệt, vậy thôi. Không có dẫu ông lớn ông cần, ông lớn ông nào cũng cần biết. Thì mấy em kia nói là thập nhị hiền thủ của Đức Phật Thầy Tăng, tức là 12 ông đạo đó chú Hai. À. Thì nghe nói là trong năm nay về nè, là mấy ông đó nói vậy là có thật không chú Hai? Cái là cái quyền ông là ông nói. Ừ. Nhưng mà cái chứng minh thì ông đâu có chứng minh được. À, ông nào cũng đạo giáo phái, ông nào cũng nói tôn dương hơi chật. Nhưng mà ông làm được hay không? Ông nói được phải, ông nói phải làm cho được à? Ông không có tư gì là đạo chứ phải làm cho hết. Thì mấy người nói vậy là có tội không chú Hai? Hả? Thì cái đó bây giờ xưng kêu khác nào mà xưng dương một vùng. Ừ. Cũng như cái trong cái đạo giáo phái nó có quyền hành đó, nói về đó. Thì
cũng như là thầy nói một câu như thế này thì không biết là chú hai suy nghĩ sao. Bây giờ xưng mẹ xưng cha, ngày sau phải chịu khóc la dễ đầy. Như vậy là cái lời này là có ý sao chú hai? Cái này đó nãy giờ tôi nói cũng mượn danh các vị thánh mẫu về Phật trời. Bây giờ lúc đầu giờ nó thiệt à, rồi bắt đầu cái sinh cha, bắt đầu giờ đi đâu cái đám đệ tử kia cũng kêu bằng cha. Không phải giờ là ông Ngọc Hoàng Thượng Đế tối ngày đi theo cái trần gian đi xuống đây hoài. Ông lợi là cái phúc, cái điểm phóng điển quang là để cho các con hiểu nhớ để quay đầu hướng thiện để lo tu hành. Mà nói hay không, mà nó làm hay không tự nó bay biết đó. Bây giờ nó không phải là một ông trời đâu, bà Địa Mẫu nè, mẹ Quan Âm nè, các cung Tây Dương Mẫu ha, cái gì giờ xưng dân giáo rồi. À, chỉ xưng thôi chứ còn những cái vị đó mà ta có về thiệt hay không chú hai? À, tôi nói cái đầu là thiệt. À, sao là dợp. À, đúng cũng, cũng có thiệt có giả hả chú à, hai? Có thiệt có giả, cũng như là mượn theo cái thế đó mà làm theo. Bây giờ tôi hỏi giờ nè, giờ ông trời mà tại sao cái bắt đầu nó gom tiền bạc lại cho ông trời à? Còn nó thân nó mượn danh ông trời lấy đồng tiền nó xài. Một là tiền, hai là uy tín, tôi gom thâu. Gom thâu trần thế hả chú hả? Gom thâu trần thế. Tôi nói ông trời mà ông tiền cả đống rồi mà tại sao mà ông trời xuống đây mà lấy tiền chứ? Thì dạ thưa chú hai, thì nhờ chú hai để mà cũng như là mình chia sẻ lên cho bà con biết là để phân biệt cách nào là cái thiệt cái giả chú hai. Cho nên nó phân biệt thế giả, không ai mà biết được là ai thiệt là giả. À, vậy là cũng chưa biết nữa hay? Chưa biết à, chỉ là bây giờ cũng như thấy cái hình thức đó, ông về đó mà ông không biết ông thì ông thiệt hay ông giả à. Còn ví dụ như là người ta cúng đình cúng miễu rồi đó, là về cái phần của quan thánh đế rồi ông này ông kia, vậy là có về thiệt không chú hai? Tôi nói cái bởi vì nó bây giờ nó ông thần đó về mà cậu thấy thấy ông thiệt là thần thần không dạ, không biết. Chưa có thấy ông thần không biết được hết chú, đâu biết được chú hai đây còn không biết được, nó làm sao mình biết được dạ. Nhưng mà có cái ông thần là ông trách nhiệm là chỉ một cái khu vực thôi, cũng như ông bảo vệ dân chúng là trong cái chung như là 100 người 200 người trong cái khu vực thôi, rồi qua cái khu vực các ông thần khác ông trách nhiệm ông biết nhiều cái đó thôi. Ừ, chú hai vậy có khi nào người ta quánh vô gì chú hai? Chú hai hả? Có sớm có luôn hả? Bây giờ nó tránh tà lẫn lộn. À, cũng như người nào tránh thì gà tà nó xuyên dương nó bắt đầu mới đem mình về thôi. Quá mình biết luôn á chú hai. Từ mình gửi ra. Vì vậy tôi đối với thiên ma tôi còn thấu được mà ba cái thầy bồ thầy pháp nhòm nhòi chú hai. Thì bây giờ theo chú hai thấy thì Phật có nói là đời tận thế này á, là trời mở cửa quỷ dương xuống thế, giờ những cái quỷ dương nó có xuống thế chưa chú hai? Đã xuống rồi. À, xuống lâu chưa chú hai? Xuống mấy ngàn năm trước. Tôi nói luôn là chính Phật Thích Ca là quánh dương ma dương. À đúng rồi. À, có truyền thuyết. À có ma dương, nhưng mà là ma dương quánh không lại Phật. Tôi nói ông đến thời kỳ ông chết thì tôi sẽ quậy cái trong cái đạo giáo hai con. Là cái lời nguyện của ma dương đó hả? Mà là nguyện của ma dương. Bây giờ toàn là xuống bao nhiêu? Toàn là ma dương không? À, bởi vì cho nên là những cái ma dương mà nó có lớn nhỏ đồ không chú hai? Có. Có cấp bậc đồ hết trơn ha? Có cấp bậc hết trơn. Nó dùng phá ông mọi cách, ông giờ ông thầy tài giỏi.
không biết làm sao phá không, dùng cái sắt hay là tiền. Rồi giờ ông tới chống nổi không? Ừ, hai đó mạnh lắm nghe chú. Ừ, mạnh nhất trên đời luôn á. Mạnh nhất. Nữa này ông nào á đứng nó tao rồi giỏi. Nhưng mà công nhân đồ là thua đó hết trơn luôn á. Thua hết. 10 người chỉ còn có phần nửa người á. Ông thấy giờ này thấy không? Vua chúa còn bị nhất sắc như tiền. Nhất sắc như tiền. Đâu mà tránh, không có tránh khỏi. Nhưng mà tạm đỡ ông vua đó là tạm đỡ cho thợ, cho chúng sanh. Anh nếu mà ông làm tốt thì chúng sanh nhờ, còn ông làm xấu thì chúng sanh chịu. Bởi vì thời kỳ này là ai cũng la tự xưng mình là tôi ngon, mà rút ruột là không có ngon. Không hả, đây nè tôi nè, tôi thiệt nè, tôi dám nói nè, tôi sức hồn gì trời ha. Dạ. Mỗi ngày tôi dạy thuyết pháp luôn, dân pháp tôi nói rồi đừng có nói rồi nghe luôn, là tôi lên trước mặt thằng ở đây có mẹ Quan Âm nè, Ngọc Đế nè, bắt đầu cái nói ra cha cha giờ con thương chúng sanh quá, tôi nói vừa dứt tiếng lấy hai tay tôi thọt hai cặp ngư ra. Tôi nói giờ tôi đứng người đại diện thay thế cho chúng sanh, nhiều tội lỗi chúng sanh tôi được lãnh đó. Ai các phần gì phần, ai nói giờ nói tao tao bất tiện, đến cung trời mới biết là đá hay gì. Rồi bắt đầu cái mẹ Quan Âm mới dụng nước cam lộ mới quần cái hai cái thằng nhãn vợ, thì ông trời ông nói con không có được, bởi vì chúng sanh tội nghiệp thì chúng sanh nhận tội lỗi chứ con cứu không được đâu, nhưng mà con có lòng từ bi vậy. Đó, tôi nói luôn, cả bài, cả bầu trời thế giới, ông thánh, ông thần nào nói thao thao bất tuyệt, mà ta hồi ra lên cung trời mà không, ông nào không dám lên, bây giờ tài phép, ai cho ông vô cái cung, đó, tôi nói luôn. Rồi nói là tiếng thiên, tiếng gì nữa là có không? Có, tiếng thiên có, rồi chú tiếng cõi âm có. Thì chú Hai biết tiếng thiên không chú Hai? Hả? Tôi thì khi nào người nào nói là tôi nói chứ không, chứ không, không, không tự nhiên không có nói được. Rồi giờ tôi nói ra thì ông mà không biết ông có biết. Người nói mới nói được cái này cũng không có biết nói luôn. Thì bó tay. Sao nhiều người mà không có người hỏi người cũng nói bình thường chú Hai, cái đó là bị người ta ứng ở trong mình cũng như phần điển trên 24/24 còn nói ra là mở liền. Mở liền. Sao nhiều người biết tiếng thiên nhưng người không biết hay chú Hai? Có thì tùy theo, theo cái linh căn, theo linh căn học hỏi. Sao chú thì biết gì cháu đây không biết? Là lý do tức sao chú Hai? Tại vì nó có cái phần điển tại thế, tức là theo bất kỳ ông vào ông đạo giáo phái hay là bên cái chân linh nào, ông nói người ta trả lời. Bây giờ tôi nói được nhưng mà ông không hiểu nói hình chí. Cũng như mình tu mình mới được tiếng thiên hay hả anh, như thế nào mình được tiếng thiên? Tùy theo quốc độ. Quốc độ. Bây giờ chú Hai đó thì tu qua cái quốc độ nào mà để có tiếng thiên, biết được tiếng thiên chú Hai? Thì cái nhà bên thần thì nói chứ ít, nhưng mà bên thiên là nói nhiều. Bên thiên thì biết tiếng nó mau hay. Dạ thưa chú Hai, thì hiện tại bây giờ thì nghe anh em nói là đang là nói đi về là guộc năm non đó, là đang đi vô guộc năm non. Như vậy là theo ngày xưa giờ chú Hai có từng nghe nói là guộc năm non cho chú Hai? Nói guộc năm non là tôi chưa nghe. Thì có mấy anh em nói là đang chuẩn bị đi vô guộc năm non, là trong cái lòng của núi Cấm á, trong cái guộc đó đó. Cái đó là cái đi khảo sát, không phải gì guộc năm non. Dạ. Kêu mà khảo sát. Nhưng nói là năm ở trong guộc là nó học có đúng. Là trong cái khảo sát đó đó là có người ta đi vô là người ta về người ta nói là trong đó nó có đền vàng điện ngọc rồi cây cờ phủ lư đồ trống, vậy là cái này là đã đi khảo là. Tôi nói là cái khảo sát người vô được hay người kia vô không được, chứ không phải mà anh ai muốn vô.
vô chỗ anh thấy ngọc ngà đó bắt đầu anh canh dầm. À cái gì kỳ máu gơi đó ha, người phạm vô không được ha chú hai, bởi vì không có chức vụ mình sao vô. Bây giờ tôi nói bây giờ nè, cái nhà ông vô đó ăn rồi tự nhiên có người khác ông vô nhà ông cho ông vô không? Vô được chú hai, đâu có cho vô, ăn trộm vô được. À, không cái đó ăn ngọc ngà cho quá có khắc chi thần thì người ta giữ cái chơi rồi giữ bằng giữ, thần thông mà đó. Dù mình ăn trộm là khốn rồi chú hai, trộm ở trên trần thế rồi ha. À trần thế với mấy còn cái còn cái đó là cái mấy người giữ kho đến ngày giờ ta mới được quyền mà. Nếu không phải là anh muốn dụ anh chức vụ giờ ông lớn cái máy vô không? Sau này là cái kho là mở cho những người nào xài hả chú hai? Cái đó là đơn chân thôi chứ không có ai xài. Trong nhà nước cái nước tu nó có kho bạc, có tiền ngọc ngà cho bạc. Có ngọc ngà cho báo mà xài không được nữa. À xài không được. Hiểu luôn. Tôi nói luôn, cõi trời nè, ngọc ngà cho bởi trên trời cá đóng vậy. Mà nó có xài. Vì đâu phải như trần gian là lấy ngọc ngà mà đem bán đâu. Đó nhìn chơi thôi chứ cũng à, nhìn chơi thôi à, không có làm gì cho gì chưa lúc chơi. Đúng rồi, trên thiên thì muốn gì không có. À, có mà cần đó đâu, mình thì chỉ là trần gian. Nhưng mà tôi nói luôn, là nè, Phật Thích Ca còn sợ vàng. Nha. Bởi vì đó lúc đó, cái học đạo nó mãn rồi mới dắt gì về cho đám người có đệ tử phép thần thông ba ông về. Về cái bắt đầu mấy cha mẹ anh em chú bác mới cho vàng. Tôi kể luôn. Ăn cho vàng rồi về rồi bắt đầu người nào cũng gom cái bọn tôi. Vậy thì bắt đầu tới nửa chừng cái bắt đầu nó đảo rồi, ngưng đứng luôn. Không bay nữa. Cái ông Phật cái ca hỏi đám đệ tử các con có cái gì có ngọc ngà châu báu không? Dạ có. Ông Miêu đem đi đổ hết bò. Ừ. Gửi mới mai bay mày rồi. Cơm là xong luôn ha cho chú. Bỏ rồi mới sao? Bởi vì nó thế gian đó là tiền đó nó vàng bạc là cao nhất. Nha. Nhưng về cõi cung cõi trời là không có giá trị được. Như gom gác rồi hai chú ơi. Ừ. Bị gì á, vàng là con rắn độc. Nàng có thiên ma được, bởi vì thiên ma nó cắn đầu ông không cho ông bay. À, tôi nói luôn trực tiếp. Còn mấy người thế gian thì phải bám theo tiền, ông có vàng có ngọc ngà trong bao là đại gia. À, đúng là thực tế luôn. Tôi nói ra chính mình chính Phật mà còn phải sợ vàng. Thời gian mình là quý vàng lắm. À. Ngọc ngà châu báu nó là có vàng, có tiền thì có lực, có quyền. Có quyền. Nhưng mà sợ cái chừng ông chưa chắc ông giữ là ông bị đâm chém rồi. Giành nhau. Rồi. Nói luôn tính Phật còn phải sợ vàng. Đúng rồi. À. Vì ngày xưa là Đức Phật Thích Ca là tương lai sẽ là vua, từ ngày là thái tử thì tương lai sẽ là vua, nhưng mà đền vàng dựng ngọc ngài còn phải bỏ vợ đẹp. Con xin ha chú hai. Bây giờ nè tôi nói luôn nè, ông Phật Thích Ca hồi xưa ông dạy đám đệ hàng đệ tử bất ông có ông khi nào mà đệ tử nào mày cắt cho ngôi chùa tao cho mày thành Phật có không? Bây giờ là có. Bây giờ là trong đạo giáo phái tranh nhau đạo nào cũng chưa không. Bắt đầu ông này ăn cắt ngôi chùa bắt đầu ông chưa ngon tôi cắt còn hơn không. Đúng rồi. Đúng. Đó tôi nói tôi thực tế luôn đó. Tranh giành nhau ha, tranh nhau tranh gì được hưởng. Ông làm cái bắt đầu cái bắt đầu đi lựa cái mấy ngôi chùa nào đẹp mình đi lại tại. Là bắt đầu đóng tiền rồi, đóng tiền qua cửa ai, tức là ông vô phải đóng tiền rồi. Cái thùng đó, thùng Tam Bảo ha. Ở tôi nói rồi. Bây giờ nó mấy thầy chùa bây giờ còn còn hơn ông Phật.
Rồi sao chú hai? Dạ. Bây giờ cái ông chưa ra lệnh thôi, nó cất chùa, chỗ này nó cất trước. À, cất trước ở trên cho nó ha. Dạ. Chứ thiên chưa chỉ lệnh mà với lại làm trước rồi. Cái này làm trước. Xong nói là cái thằng này cũng không nên cất chùa nữa chú hai. À. Cất chùa sợ làm không kịp. Nó không, không phải cất chùa nó bị gì. Nhưng là cái kia là nói theo cái bực là Phật pháp, là ngôi chùa là cái địa ngục A Tỳ. Chùa mình hả? Ờ. Bà biết tại thằng địa ngục A Tỳ. Có ngày ông bám vô ông là không lo tu hành. Là kinh doanh bỏ tiền bỏ túi, bỏ tiền bỏ túi. Rồi bây giờ tôi nói được biến chứng luôn. Mai nó mẹ Năm Hải có hai mẹ Năm Hải. Năm bà Năm Hải và Bạc Liêu và mà Đông Nam Năm Hải hai bên tranh giành nhau, ông thấy không? Tôi nói vậy đó. Mẹ Năm Hải là Đông Nam Hải. Mẹ Đông Nam Hải. À. Giờ Phật mà cũng làm cho tranh giành đó. Tranh giành được cũng như cướp giật ai làm lớn gì thì lại làm cao hơn bả nữa. Cao hơn. Ừ. À, tôi nói luôn. À, hay ha, chú hai lý giải quá đúng ha. Ừ. Bây giờ đó. Nói đúng bồi lực á, ngôi chùa còn thiếu hai chữ. Ông biết hai chữ gì không? Hai chữ gì vậy chú hai? Kinh doanh. Còn thiếu hai chữ kinh doanh thôi. Kinh doanh. Ờ. Ông phải vô chùa, ông phải nạp tiền mới lộ. Phải không? Ừ. À. Có khi vô khó có ai để ý, có ai để tiền vô trong phòng không? Không có. Gây ra. Bây giờ nó nói được, giờ ông tính ra đi. Đem giờ ông vô chùa đem hai món thôi, một chén muối và một chén vàng, coi thầy chùa nào lấy. Thì ông lấy vàng chứ đâu muối, là lấy mặn chát rồi mày lấy gì? Như chén dầu chén vàng nữa hả chú? Ờ, ông có chén muối với chén vàng. Giờ ông thầy chùa toàn là lấy chén vàng không à? Ừ. Giờ này đi. Đó. Chạy đi. Bây giờ hồi xưa sao tôi tu người ta đắc quả, bây giờ tu không bao giờ đắc quả. Ừ. Giờ có thấy ai đắc quá chứ? Không ai đắc hết. Nhưng mà nó có là gì bên hàng trăm quan thì có. Nhưng mà có chẳng là có cái thi công đức. Cũng như là người ra chiến trường để lập cho lập công bộ đức thì chờ phong cho một cái các vị thật. Vậy thôi. Nó nói là tu hành Phật là không có ai mà thành Phật. Thế nhà chú thờ những cái hình tượng gì là lạ không ấy chú hai? Cái hình đó là bây giờ trên chuyển xuống mà biểu sao tôi làm vậy à? Cái chữ tích ông Ngô Chứng Tử này như thế nào rồi chú hai? Chứng Tử là rồi thần mưa đó. Thẩm xét rồi thần là thần thẩm xét đó. Nhưng mà có cái gì năm mười bữa nửa tháng hai dài ba tháng ổng đem chức chỉ của trời xuống cho thôi. Thôi như Ngọc Hoàng Thượng Đế mà nào ban thưởng cái gì hay làm chuyện gì. Chú hai có bộ đồ của ổng luôn không? Có. Trời đầy đủ chứ ha. Đầy đủ chứ. Đồ đầy đủ hết. Đầy đủ hết trơn. Tại đến thời kỳ này tôi không có mang đồ sắc phục. Cũng như là cái chu kỳ nó đã qua rồi. À, áo Dương Tiễn có, Na Cha có, đầu Chân Tử có. Có chân. Là ở trên về cũng đầy đủ chân. Đấy, ừ. Nhưng mà ta theo xuống này là xuống trình diện chứ không phải mà để mà nghe là xuống mà là xuống trị bệnh. Như là chú hai bây giờ là cũng mắng chu kỳ hả chú hai? Mắng cho họ được xưa tôi bên ngũ hành. Ừ. Mắng mà tối ngày lo trị bệnh không à, ban đêm ban ngày gọi nhật sáng thì chẳng bệnh lên. Giờ hết nhiệm kỳ giờ đâu có ai lợi. Cái gì nó có thời có lúc chứ. Đúng rồi. Đâu phải mình làm hoài. Bằng. Nghe nói là chú hai có cái dòng Nha Cha là trị bệnh là hết bệnh hả chú hai? Đâu có.
Na cha là cái dòng, cái dòng sắt đó. Hình chú hai có giữ cái búa thân lôi mà. Ừ. Có búa móc búa ra là ma quỷ nó gặp nó sợ nha. Tại vì tôi là tám người. Khi nào mà trên trời có đem chiếc dậy xuống là đi bắt yêu là bảy con tám con yêu rồi bên tôi tám người. Rồi chú hai có nghe tin là cái nhiệm vụ của chú trước á, giao cho chú hai làm nhiệm vụ mà bây giờ là nghe cái tin đó là chuyển cho một cái người nào để làm nhiệm vụ thay chú hai không chú hai? Chú nói cái đó là tự mình làm mình chết rồi thì thay khác, mà đâu có người nào mà làm trường tồn, ai cũng vậy. Chứ không như đâu phải mà ông Phật còn tới chu kỳ do nhân sanh tạo. Yeah. Chứ không phải còn nêu kia là ông theo chữ theo mấy ông thần bùa. Oh. Yeah. Tôi nói gọi chánh thức rõ ràng lắm dân cơ bản. Cho nhiều người cho chữ là như thế nào? À. Thì mùa chữ thì bùa xiêm, bùa miên, bùa thái, bùa trà, lỗ ba, thiên linh. Chứ nhiều người cho chữ là mình đi hậu thân, mình đi sợ ma quỷ đồ phá mình đó. À. Mình có hậu thử mà để họ hậu mệnh mình đó. Không mà thì cần gì mà giữ cậu đi đâu thì niệm ba tiếng niệm Phật là được rồi. Ồ, chứ không cần chữ chứ hả? À, cần chữ. Dạ, thì thưa chú hai thì clip cũng dài rồi, xin phép được kết thúc video tại đây. Chú hai cũng nói lời tạm biệt với bà con khán giả. Dạ, cầu chúc nước trong và nước ngoài được vạn sự như ý. Yeah. Một viết tê cặn này.